Một con tin Thổ Nhĩ Kỳ đã được người Shia Lebanon trả tự do, tin từ Dalaman. Một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ bị một bộ tộc Hồi giáo Shia bắt làm con tin đã được trở về với gia đình sau khi được trao cho lực lượng an ninh Lebanon. Bộ tộc Meddad đã bắt cóc thương gia Aydin Tufan Tekin trong trung tuần tháng 4 cùng với một nhóm người Syria. Việc bắt giữ này nhằm trả thù một nhóm người Shia hành hương bị dân quân Syria bắt vì cho rằng họ là những người sang Damascus tiếp tài cho chế độ Bashar al-Assad. Ông Tekin là người cuối cùng trong nhóm 20 người bị bắt cóc được trả tự do. Trong sáng ngày hôm qua, lực lượng an ninh Lebanon đã giải thoát 4 con tin Syria còn lại sau một cuộc hành quân ban đêm. 4 người Syria được giải thoát nói rằng họ đã bị đánh đập, ngược đãi, bị buộc phải tự thú là những người đã chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Tekin nói rằng ông ta đã trải qua những ngày đầy khó khăn, đếm từng ngày, từng phút, từng giây. Ông ta sẽ kể lại hoàn cảnh bị giam cầm như thế nào trong một vài ngày tới. Bộ tộc Meddad nói rằng họ bắt cóc người Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo áp lực với dân quân chống Tổng thống Bashar al-Assad và Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ủng hộ dân quân. Vụ bắt cóc này tạo lo ngại xung đột tại Syria sẽ lan sang Lebanon. Nhiều vụ xung đột giữa người Sunni và người Shia Lebanon đã diễn ra. Người Sunni ủng hộ cuộc nổi dậy tại Syria, người Shia ủng hộ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad là người theo đạo Alawite, một chi nhánh của Hồi giáo Shia. Một con tin Thổ Nhĩ Kỳ khác hiện còn đang nằm trong tay của một nhóm dân quân người Shia Lebanon. Nhóm này đòi dân quân Syria phải trả tự do cho 11 người Shia Lebanon còn đang bị giữ ở miền Bắc Syria.